bên ấy có người ngày mai ra trận. Bên ấy có người ngày mai đi xa. Nào ai đã một lần dám nói thương bưởi thơm cho lòng bối rối. Cô gái như chùm hoa lặng lẽ nhờ hương thơm nói hồ tình yêu. Hai người chia tay khung cửa sổ hai nhà cuối phố chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp, cây bưởi sau nhà ngát ngát hương đưa. Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn chia tay.